Song Long Media xin chào các bạn. Hiện tại trên tay mình đang là chiếc tai nghe Blue Duo 2True Wireless. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối, sử dụng các chức năng và reset lại chiếc tai nghe này. Chiếc tai nghe in-ear của chúng ta được trang bị chuẩn Bluetooth 5.0. Thời lượng pin sử dụng liên tục là 5 giờ đồng hồ và kèm theo đốc sạc là 20 giờ đồng hồ. Rất là thoải mái cho các bạn có thể sử dụng trong vòng một ngày. Ở phần đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối chiếc tai nghe với thiết bị di động. Để kết nối thì trước hết các bạn hãy mở nắp ra. Nhấc hai tay của chúng ta ra khỏi đốc. Trên thiết bị di động các bạn hãy bật Bluetooth lên. Khi đó trên màn hình điện thoại của chúng ta sẽ ra tên của chiếc tai nghe, các bạn chỉ cần chọn vào đó. Như vậy là chiếc tai nghe đã kết nối với thiết bị di động của các bạn thành công. Để nhận cuộc gọi đến thì các bạn hãy bấm một lần vào tai bên trái hoặc bên phải đều được. Và để kết thúc cuộc gọi cũng vậy, các bạn hãy bấm một lần vào tai bên trái hoặc bên phải. Mic của chiếc tai nghe thì được trang bị ở cả hai tai, rất là thuận tiện cho các bạn khi đàm thoại. Và để từ chối cuộc gọi, các bạn hãy bấm và giữ vào tai bên trái hoặc bên phải khoảng 2 giây. Khi nghe nhạc, các bạn muốn tiếp tục hoặc là tạm dừng bài hát thì hãy bấm một lần vào tai bên trái hoặc bên phải đều được. Các bạn muốn chuyển bài thì hãy bấm 2 lần vào tai bên trái. Các bạn muốn quay lại bài hát trước thì hãy bấm 2 lần vào tai bên phải. Để sử dụng trợ lý ảo Siri hoặc là Google Assistant, các bạn chỉ cần bấm và giữ vào tai bên trái hoặc bên phải khoảng 2 giây. Như các bạn có thể thấy thì trên màn hình điện thoại của chúng ta đã hiện ra trợ lý ảo Siri. Cuối cùng thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách reset lại chiếc tai nghe này. Để reset thì chưa hết, trên thiết bị di động các bạn hãy chọn quên thiết bị cũ đi. Sau đó các bạn hãy tắt chiếc tai nghe của chúng ta đi bằng cách bấm và giữ vào cả hai tai khoảng 3 giây. Các bạn nhả tay ra. Các bạn hãy bật tai nghe của chúng ta lên bằng cách bấm và giữ vào cả hai tai khoảng 3 đến 4 giây. Sau đó các bạn hãy bấm 3 lần liên tục vào cả hai tai. Như vậy là các bạn đã reset lại chiếc tai nghe thành công. Sau đó các bạn chỉ cần đặt lại vào trong dock và nhấc ra kết nối như ban đầu clip mình hướng dẫn là được. Vừa rồi là clip mình gửi tới các bạn hướng dẫn cách kết nối, sử dụng các chức năng và reset lại chiếc tai nghe Blue Duo 2True Wireless. Các bạn đừng quên để lại một like, share, comment cũng như subscribe YouTube channel của Song Long Media. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo.